Người anh hay chia sẻ nhất là ai ạ? Mẹ. Bà Nam. Ừ. Đúng rồi, tiện nhắc đến bà Nam thì chắc là mình sẽ nói về một điều hạnh phúc khác trong cuộc đời của anh, đấy chính là việc làm nhạc và được ủng hộ bởi bà Nam. Theo em biết thì bà Nam đam mê về thơ ca. Thậm chí là theo góc nhìn của em thì má còn có một cái hồn thơ rất là khác biệt. Nó có ảnh hưởng gì hay là gọi là nguồn cảm hứng gì cho anh trong việc anh viết lyric bình thường không? Có. Mình đọc hết những cái bài thơ của mẹ. Mình mới rút ra hai một điều là cái việc viết thơ của mẹ nó cũng gần giống như là viết nhạc của mình. Nhưng mà có điều là mình nghĩ là nó khó khăn hơn. Tại vì một cái câu thơ nó sẽ ngắn hơn một cái câu lyric của mình. Nhưng mà ý nghĩa thì nó vẫn gói gọn. Đó là một điều rất khó. Đó là một cái điều khó. Cái ý nghĩa trong một vài chữ. Và bảo toàn được cái việc mà sử dụng vần. Một câu ngắn vẫn có ý nghĩa nhưng vẫn có vần. Có vẻ như đấy cũng là cách mà anh làm với cả lyric của mình đúng không? Khi mà anh chọn từ. Em từng nghe cái từ anh dùng cái từ đấy à? Tuyển từ. À, tuyển từ. Tuyển từ là cái công đoạn cuối cùng của một bài nhạc. Khi mà mình xong xuôi hết, lyric chốt lại hết, mình sẽ có một cái công đoạn cuối cùng, đó là mình sẽ check lại nó một lần nữa để xem có bị lập từ không, rồi từ nó sẽ tối nghĩa hay là lúc đó nó lấn cấn chỗ nào. Mình sẽ rút nó ra thay bằng từ khác. Đấy là khi mà anh bảo tuyển từ là bước cuối cùng. Vậy thì cái quy trình để anh bắt đầu sáng tác một bài rap cho đến khi nó hoàn thành thì nó bắt đầu từ như thế nào? Bắt đầu từ những cái gì ạ? Bắt đầu từ chủ đề. Chủ đề. Mình sẽ xác định được là cái chủ đề như thế nào. Xong rồi lúc đó mình sẽ vô cái kho vần. Mình chọn ra những cái vần, xong rồi từ cái vần triển khai thành câu. Xong rồi tổng hợp hết những cái câu chung chủ đề vô vào một bài. Nó là thế này, khi mẹ say trà trong giữa đôi bàn tay bà, đi theo hàng cây già trên con sông quê hương đưa về ngay nhà. Bao câu ca người say kè đắm, trôi qua thời gian cành cây rè nhánh. Có rất nhiều ý kiến cho rằng ấy, trong bài nhạc của anh nó có quá nhiều hình ảnh. Đôi khi nếu mà đọc theo như kiểu là một cái bài thơ xuôi, có thể nó không liên quan gì đến nhau. Anh giải thích đấy là lý do vì sao? Thực ra là nó vẫn liên quan. Nó sẽ nằm ở cụm 4 câu. Thứ 4 câu sẽ là một hình ảnh. Và những hình ảnh trong bài đó cùng nói về một thứ. Có thể là nói về suy nghĩ của người đó. Những sự vật, sự việc diễn ra trong ngày. Tức nghĩa là ý anh là cách để thưởng thức âm nhạc của Đạt Maniac đó chính là tách nhỏ. Những hình ảnh đó sẽ liên quan đến nhau, liên kết với nhau một cách nào đấy mà. Không, đó là cách sáng tác của Đạt Maniac. Còn cái cách cảm nhận bài nhạc là tùy vào mỗi người. Mọi người sẽ có một câu chuyện của họ. Cái hồi mà em còn đi học cấp 3, em có nghe được bài Mấy Con Mèo. Thì thú thật là hồi đấy em cũng chưa hiểu lắm. Nhưng mà dần dần về sau này khi mà em nghe, bắt đầu ngẫm ngẫm nhiều hơn, bắt đầu để ý nhiều hơn. Lúc đấy nó dần dần nó thấm vào những vị trí là không hay. Nhưng mà anh luôn đảm bảo được một cái em cảm thấy đấy chính là về phần giai điệu. Nó sẽ luôn khiến cho người ta phải ghi nhớ trong đầu.